em đang có cái tình trạng da khá là nhiều rồi đúng không? Nhiều phần em thấy đấy được khoảng mấy phần rồi? 8 phần rồi ạ. Anh nghĩ là nó phải được khoảng 8-9 phần rồi. Thế cái mụn trứng cá thì thông thường là sau khoảng 1 tháng thì mình sẽ kiểm soát được khoảng 8-90% với một tình trạng mụn mức độ nặng. Nó còn một ít cái mụn ẩn nữa mình sẽ xử lý nốt. Thứ hai là còn vấn đề thâm nữa đấy, rất là nhiều bạn là sau khi mình điều trị mụn xong thì mình bắt đầu xử lý cái thâm đấy. Nếu mà có cái tình trạng da mà nó bị thâm nhiều thì mình xử lý thâm từ trước thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều nữa đấy. Nhưng mà của em như này là anh thấy rất là tốt rồi, em thấy hài lòng không? Dạ có. Ok đúng không? Về nhà em nhớ là hạn chế cay nóng với dầu mỡ nhé. Không cho tay lên mặt, không kệ nặng và em phải hạn chế thức khuya nhé. Anh hy vọng rằng là sau này của em sẽ kiểm soát cái tình trạng da của em tốt để mình không tái phát nữa nhé. Ok, rất là tốt rồi nhé. Nếu mà mình dùng dưới kính hiển vi thì của em nó cực kỳ nhiều mụn em ạ. Da em là một cái làn da rông nhơn nhé. Lỗ chân lông nó bít tắc. Có rất nhiều mụn ẩn này, mụn viêm này, với cả là mụn đầu đen ở dưới da của em. Kèm theo nữa là em có nhiều những cái sẹo với cả những cái vết thâm với nhiều lứa tuổi khác nhau. Thế này của em là em phải bị mụn lặp đi lặp lại nhiều lần rồi. Có những đợt của em nó sẽ đỡ, sau đó thì nó lại nặng lên, sau đó nó lại đỡ, đúng không? Em thử bỏ chán đi xem, em kéo chán của em lên nào. Chán đấy, em thấy rất là nhiều mụn.